bà chính giữa. Có cái này nè, mấy bà từng bà lớn, bà lớn nó mới có bà mới ra bà. Quán bánh chị nha, thì Kỳ sẽ đi lên trên để mà quay cái bức tượng đá này thì rất là đặc biệt luôn các bác anh chị. Có một cái hình hài ba con mặt thì Kỳ mới nãy bước vô trong thì Kỳ đã thấy rồi. Thì nên Kỳ thấy cũng rất là bất ngờ nên quyết định làm cái video này cho các bác anh chị xem cùng Kỳ để nói chung là tham khảo về cái đề tài cái cục đá này có hiện cái ba con mặt người rất là lạ kỳ luôn các bác anh chị. Cái chuyện nghe nói thì không thể tin được nhưng mà mình tận mắt chứng kiến thì sẽ xem thật hơn như thế nào nha. Mời các anh chị theo kịp. Thì đây nè, là thì đây là ngôi chùa của một bà cụ sống ở đây cũng 60 năm. Thì trước cung viên thì Kỳ thấy là có hai cái bia thì đó, với một cái cây nằm trên cái tảng đá đó. Quá toàn luôn. Cây này bự lắm các anh chị, đẹp ha. Dạ con chào bà nha bà. Dạ mô Phật. Hiện giờ Hồng Định cũng đã vào bên trong ngôi chùa cổ cùng các sư huynh, các sư đệ để mà đi tìm lại những câu chuyện tâm linh đặc biệt ở vùng bãi núi này. Dạ thưa bà hai, thì hôm nay đến đây thì em còn trình lễ đang chuẩn bị lên núi. Và nãy nghe nói là trong chùa mình nó có cái tượng của bà mà khi xưa bà hai lụm đó, mà nó chỉ có một cái khuôn mặt, là nó như thế nào? Bà hai câu chuyện cách đây lâu chưa? Bà hai chia sẻ bà con mình nghe ha. 60 năm rồi đó. Dạ. Yeah. Hồi đó cái ông đá ở dưới, tại giờ như này còn lộ lên trên núi á. Yeah. Có cái ông đá nằm dưới, ông đó nằm trên. Ông dày cái mặt ông xuống dưới lộ vậy nè, ở dưới này có cái điện. Rồi ở trên này bà mượn xác bà nội đã. Dạ. Bà mới về bà nói là lên cúng đi rồi thỉnh bà về chùa bà thôi. Bà từ đó về 60 năm rồi. Đó, cái điện đó còn vẫn còn. Có người ta lên cho dọn lên đến mình viếng là bà cái điện đó được. Bây giờ là chỗ đó là bà ở trên có cái vụ đá, nghiêng nghiêng mặt vai bà gì nè, viếng này cái điện. Rồi lúc trước bà hai lụm là chỉ là có cục đá một khuôn mặt hay sao? Không có lụm, bà ở trên đó. Dạ. Yeah. Lên cúng bà. Thỉnh vậy ha. Bà mượn cái xác của bà nội. Dạ. Yeah. Bà về, bà về mới thỉnh bà đem về. Dạ. Yeah. Về chùa bà rồi về chùa. Dạ. Yeah. Cắt cái ngôi này rồi là lên thỉnh bà đem về. Vậy là câu đó, chuyện bà có một mặt thôi. Dạ. Yeah. Bà có một mặt à. Yeah. Rồi đem bà về cái bắt đầu cái đầu quá nó u lên. Cái bào ngay giữa đó. Yeah. Bà u lên như cái đầu mình nó u lên vậy cái từ phải ra ba mặt vậy đó. Rồi cái mình vẽ thêm vậy thôi chứ không có vẽ mặt ba được. Mình vẽ là mình tô màu thế chứ tô còn màu. Là trong đá là hiện ra là hai mặt nữa là ba mặt. Nó vậy đó. Lúc đem về bao lâu rồi bả mới hiện mặt ra bà hai? Cũng có 10 năm mới có nó ra ba mặt. Còn mấy hôm đầu tiên là có mặt một người một thôi. Vậy là cái này là thiên nhiên luôn ha, chứ mình không có tạo gì cho ha. Không có. Còn cái rượu màu đó mình tô thôi. À màu mình tô cho nó sáng ha. Dạ sáng thì tô chứ còn bả đen vậy đó. Dạ. Đen vậy đó ông vậy đó. Rồi cái bà này mình biết bà là ai không? Biết chứ không, bà chú thượng ở núi mình nè. À. Bà gìn giữ núi này đó ha. Gìn giữ núi này luôn. Bả là bà ra mặt bà mượn cái xác bà nội nói là bà nội bà chú thượng. Dạ. Ở núi này, bà giữ cái núi này. Giờ bà kêu bà nội là thỉnh bà về chùa. Rồi bà hả? Rồi bà hai ở trong vùng bãi núi này chắc bà tu theo Đức Bổn Sư hay gì? Đức Bổn Sư. Vậy ha. Lúc như bà hai là chuyện trai luôn không, mấy chục năm đúng không? Thì mấy chục năm bà. Ủa, đặc biệt bà. Yeah. Bà hai đây tu mấy chục năm rồi quý vị? 70 năm rồi. Quá quý rồi. Nam mô Đà Phật. Rồi thì hôm nay nhờ bà hai vô trình lễ nha, cháu em con trình lễ quay cho bà con mình xem câu chuyện tâm linh này ha. Dạ là bà hai vô lúc nha, cái mình gian giá trình lễ gì đó. Cái mình lên mình gỡ khăn cái mình đấy. À, kính mời quý vị chúng ta cùng xem hóa vậy rồi, rất là đặc biệt nha, Nam Mô Đà Phật. Thì Kỳ sẽ cùng Hồng Định với mấy anh em quay ở đây, đi vô sông để chiêm những cái bức tượng đá của bà hai dình giữ mấy chục năm nay, 60 năm. Thì ở đây là Linh Sơn Bổ Tự. Thì cái trước bàn nhà tiên là có thờ của chư vị.
của bà lúc trước thì nó chỉ có một cái khuôn mặt thôi, khuôn mặt thờ từ mấy năm thì nó sẽ hiện ra ba khuôn mặt. Thì được biết là bà tức là trước vừa rồi. Nam mô A Di Đà Phật. Giờ này huynh đệ về ngôi linh sơn phụ tử con dâng hương, con trình trên ngọc hoàng thượng đế chứng minh. Nam mô Địa Mẫu Từ Tôn chứng minh. Nam mô Bàn Cổ Sơ Khai ông chứng minh. Nam nữ thành tâm dâng hương làm lễ người ông bà chứng minh tam phải hội đồng cả ông. Dạ Nam Mô Đà Phật. Thưa quý vị, vừa rồi thì bà Hai cũng là chủ trì ngôi chùa này đã đứng ra dân hương và trình lễ cái đấng bề trên, cũng như mấy anh em cũng đã trình lễ cầu nguyện để mà chuẩn bị quay cho quý vị mình xem. Đó là cái tượng của bà khi xưa, thì tỉnh bà về thì chỉ có một mặt đó bà Hai. Dạ, rồi thời gian là mười mấy năm là anh hiện ra ba khuôn mặt luôn quý vị. Rồi giờ cái tượng nó nằm ở đâu bà Hai chỉ cho bà con mình biết ha, để lên quay ha. Dạ. Trên đầu núi rừng. Không, cái tượng vậy là trên bàn thờ bà Hai. Chết lên trên đấy con. Dạ. À, đâu bà Hai dẫn. Dạ. Rồi thì bà Hai chỉ là bà Hai chỉ là ở trên đó đó quý vị ha. Rồi anh em sẽ từng tự bà Hai lên được không? Không thẳng bà bò. Dạ. Không thẳng bà bò lên. Rồi bà Hai lên đó, bà Hai chỉ cho mấy anh em. Thỉnh xuống luôn à? Mô Phật. Hay quá. Không quay đó hả? Đây là bà Hai đang thỉnh cái tượng xuống cho anh em quay cái về cho bà con mình xem ha. Cái tượng ồ, bởi vì nó bị sằng sằng, nó không có giống như cái nét mà như ta được, nó tinh xảo hơn. Nó nặng không bà? Nó nặng không bà? Cái tượng này, cái tượng này nặng không bà? Nặng bà, cái ghép tiểu bằng bà nó rộng mắt rêu rồi. Nó chỉ bằng tiêu rồi. Ghép cái tay mới xong rồi. Mới vừa ghép thôi bà. À. Để lên kiếm chứ. Rồi. Thấy không? Xin thỉnh đưa mắt em đây em đi em bé này gì đó. Ở cho ít xem cho dễ luôn. Hả? Coi cái sợi dây còn nằm trên con. Nói bà có rồi. Có rồi bà ơi. Bà nói nhỏ bà nghe không rõ. Hồng Định đang xin bà ở dạ, chỗ sáng nha. Đây. Đưa ra ngoài chỗ sáng đây cho không? Anh em dễ quay nha. Đây được không? Ừ. Đây con. Cẩn thận cái bàn đây. Rồi, hay cái này đá này. Đây sợi dây đâu mà đây. Đây đây đây. Dạ. Kéo xuống này nè. Này có rồi, có rồi. Dạ có rồi. Không có sợi dây mà kéo như đi bám xuống này đừng cho nó mát thì tay bà. À, bà không thấy nó nằm trên đó. Rồi. Mọi là Phật bà chứng minh cho con thì có bà lại đây đó. Là Phật ơi. Dạ. Thì thưa quý vị, đây là cái tượng của bà Chúa Thượng. Thì bà Hai lúc trước là mình thỉnh về đây là chỉ có một cái khuôn mặt thôi ha. Có bà này. Vậy đó hả? Bà chính giữa. Có cái này nè. Cái bà từ bà lớn. Bà lấy nó mới có bà mới ra ba mặt. À. Cái này là có đục đẽo gì không bà Hai? Hả? Cái này là có mình đục đẽo gì không? Không. Tự nhiên luôn. Tự nhiên mà. Lạ ha. Lạ năm nay tôi bên ba không nổi. Không nổi luôn hả chị bà? Ba nặng hồi đó ba nhỏ. Vậy thì bà ơi, đầu tiên là cái tượng đá này lúc có nhỏ hay là lớn bà? Ba à, bác nhỏ, ba bác lớn hả? À. Ồ. Đây. Bà là bà lớn. Dạ. Yeah. Bà có cái chúng lên gì nè. À có cái đầu tiên là có cái trên này ha. Ừ cái này đó. Rồi. Còn ở dưới này là hồi xưa giờ nó có sẵn luôn đây ha. Có sẵn. Là cái tòa bà ngồi vậy đó. À đầu sen ha. Dạ. Thì chỉ sơn màu thôi còn còn bộ là bằng đá hết. Cái này bằng đá. Tự nhiên. Có chừng lạ ha. Ồ lạ thiệt. Chung cái tượng nhìn rất là lạ luôn ha ta. Từ một đá mà trở thành một cái tượng vật ba mặt luôn. Mà lại theo năm tháng là cái tượng đá này lớn lên hả bà? Không thấy nghĩ xong rồi đó con ơi. Vậy đó. Thì bà thì chỉ có một cái khuôn mặt thôi. Nhưng mà cái tượng nó nhỏ. Thì đến nay là gần 60 năm rồi. Thì cái tượng giờ nó lớn và nó sẽ xuất hiện ra ba cái khuôn mặt luôn. Chính là bà Hai đã chứng kiến. Tại vì bà ở đây tu mấy chục năm rồi.
má của bà là thỉnh gì vậy mà. Dạ. Bà chủ các cái ngôi này cô đẩy xác khác rồi để cứng nữa giúp bông ờ xác khác thì cứng cứng chung này nó sĩ gì đó cái này chắc phải có keo á dán vô dính miếng keo là keo. Ủa mà sao có mão rồi có cò sen rồi có lỗ tai luôn hả bà? Có sẵn gì luôn hả bà? Có sẵn luôn. Ôi ôi hay quá. Chỉ là sơn màu lên thôi. Sơn màu. Sao có mão có nón luôn mới là hay điều đó rất là lạ. Của bà cũng tự nhiên của bà vậy đó. Bà thêm cái màu thôi chứ không có. Giống như là cái kiểu là thiên nhiên tạo hóa là sẵn như vậy luôn. Theo năm tháng là sẽ thành cái bức tượng này. Đeo cho bà là bà ơi liền à chính luôn ra sườn vụ đổ. Được, bà hai cho con hỏi mà bà một câu nha là vị cái tượng này là gọi là bà gì bà? Bà chú thượng dạ. Bà ở dưới núi này nè, bà giữ núi này. Giữ núi tượng luôn, bà chú thượng. Tay nè, có mão nè, có sẵn hết tất cả luôn, có ngồi đang ngồi, có khoanh chân lại. Chắp tay luôn á. Cái này là chân đá tự nhiên mọc lên như thế mọi người. Nó không có cái dấu đục đẽo hết trơn nha. Bả cũng có tay bị tự nhiên gì đó, không mình thêm được đâu. Hồi xưa là ai thỉnh bả về nhà bà hai? Bà mẫu. À, lúc đó là bà hai có thấy không? Lúc thỉnh giờ có thấy không? Có thấy luôn. Là mình chứng kiến luôn ha. Chứng kiến luôn, bả tại đây luôn. Dạ. Yeah. À, bà lên cúng bà đem lên cho đồ để bà bà nội cúng luôn. Xin tiết lộ với vị mình đây là lúc giờ chưa ai quay nó gì. Hôm nay mình có duyên lắm mình trình lễ với bà hai mới cho quay tại giờ suốt 60 năm rồi. À, tại vì ngôi chùa ở Năm Trên Núi nên không có để ý và không biết cái chuyện tâm linh này đó. Cái bí mật này đều nói chung là Hồng Định biết trước thôi Hồng Định. Dạ. Cái duyên được chiêm ngưỡng cái tượng bà quá đẹp luôn ha bà hai. Hả? Cái tượng đẹp cái tượng bà đẹp quá tàn luôn nè. Thiên nhiên đá mà tạo nên một cái gọi là cái bức sen nè. Sao mình quay coi nó có chân luôn. À, có tay chứ mà bả. Nếu như mà thiên nhiên của bả làm gì đó là thiên nhiên tô màu là thôi. Tô màu thôi. À. Nếu như mà đục đẽo thì nó sẽ có cái sự sắc nét ha. Còn này như là nó bả dù lỗ được. Đúng rồi, hiện tượng thiên nhiên. Má mà dù lỗ được mất mát đi. Giống như mỗi vị núi ha, mỗi ở núi thì có một chư vị gọi là chư vị sinh thần, các vị thần người đó người ta cai quản núi đó. Thì bà cũng cho biết bà ở núi này gìn giữ trong vùng bảy núi này. Đây là bà cụ. Bà nay nhiêu tuổi rồi bà hai? Tám mấy rồi con. Tám mấy hả? Tám hai. Tu mấy chục năm rồi đó quý vị ơi. Dạ. Nó ăn chay trường suốt mấy chục năm nghe đặc biệt nghe. Dạ. Bà hai tám mấy tuổi mà cái da tươi quá ha. Sáng quá bà hai. Nhà thờ bà mà tươi sáng ha. Dạ. Lúc mà thỉnh tượng này xuống lúc đó chắc bà hai còn nhỏ ha bà hai? Bà hai mới 20 tuổi hả? 20 tuổi. Hồi đó bà về đây bà với bà mang dâu bà nội á. Yeah. Bà nội cắt cái ngôi này, bà nội ở đây. Dạ. Yeah. Bà nội mới thỉnh yeah. Thì cứ bà về đây. Dạ. Thì bà có một thằng trai một thôi. Dạ. Yeah. Hai con mà để bên đó đó. Dạ. Yeah. Thì, bà thì bà hai con hỏi thêm cái này thì ngày xưa là cái tượng này nằm ở trên đỉnh núi ở trên núi tượng thì được đạp đồng về để báo mộng cho bà là bữa nay bà hai có nói là ai bà hai về cho bà nội mượn cái xác rồi cái bà cắt cái ngôi vậy nè dạ thì lên thỉnh tượng bà về thấy tới đây thờ về đây thờ bà yeah. Hồi đó bà nhỏ chị yeah. Ăn từ từ bà lớn 10 năm cái bà ra yeah. Mặt ba mặt à. Ồ, 10 năm mới ra bà mặt ba mặt còn nhỏ hai bên là nhỏ bà yeah. Hai giữa thì bà hai con hỏi thêm này bà hai thì khi cái mình thỉnh bức tượng này về thì mình thờ là mình có cái thấy cái sự gì nó lạ kỳ ở trong cái ngôi ở đây gọi là bằng cái ngôi da ha ngôi chùa điều tâm linh gì xảy ra thì thỉnh bà về bà nói bà ở núi này bà ở bà nhận bà nội thỉnh bà về đây mà bà ở chùa đây mà tu bà nhìn những cái núi này đó bà mới chắc bà về nói như bà nói gì đó mình mới biết mình lên thỉnh bà về á ha. Hồi đó bà ở dưới cục đá nhỏ vậy thôi đâu có biết rồi à cũng như có một mặt một mà còn cái này thì nó nhỏ không bằng thôi chút xíu vậy thôi vậy là cái bà là từ lớn lên vậy bà là từ lớn lên đầu tiên là cục đá này chỉ bà nhớ hoàn toàn bị lớn không hồi đó cái cục này ở ngay cái đầu bà này là lớn nó mới đưa bà lên là nó cũng như lớn theo từng theo năm tháng bự bà ra hình tượng một cái tượng Phật như vậy hoặc bà một bà chú thường như vậy rồi cái này cũng bà cũng làm bà tự nhiên đó bà làm bên hết bây giờ đá không chứ không có gì tự động nở cái thành một cái tượng Phật như vậy rất là lạ kỳ đúng không bà hai
là cái lúc đó là chưa có chân không, lúc đó là đem có tay được đó. Không có cái này đâu. Chưa nắng mà, nắng từ từ và lớn cả vậy, tay giò nắng mà là. Vậy thì có thể nhiều năm nữa thì cái bức tượng này sẽ hồi biến, đó đổi thêm một cái phần nào đó nó thêm ha. Hồi đó bà nội còn sống, bà nội ra mua cái tủ vậy nè, dạ. Tủ bằng kiến á. Cái bà này vô cho cái kiến á, rồi người giặt mình đó. Người ta đặt cái kiến đó cho người để bà chằn vô thấy giờ. Vậy là thầy giặt mình có lên đây luôn. Giặt mình lên đây phá chùa luôn. Nó làm nó phát quanh hết trơn. Ồ, giặt mình lên tới đây luôn. Là bom mốt á, 100 mét tám. Ngộ ha, ta ra hình hai cái này là hình cái tay luôn á, đang giống như đang chắp tay niệm Phật, chắp ba bắt ấn ha. Cái này nó lạ là nếu như mà nếu như có người ta không tin đó, nó tạo thì nó sẽ đâu đó rõ ràng ha. Còn này là thiên nhiên nó mọc không gì. Đá mà ha, đây là sinh sờ ra vậy hả? Ơi, con nghe nói ngoài cái tượng này nó lộ hình vậy mà ngọn núi này trên đây là hình đá nó lộ hình con này phi nhiều lắm mà hai, đúng không? Dạ. Rồi tí nữa thì xong video này mấy em sẽ lên trên đỉnh núi như vậy quay cho mình xem. Đá có mặn, có mặn xài này kia đâu. Những cái tò sen, những cái bông sen là rất là kỳ lạ ha. Nhìn vào giống như là người ta tạc ra. Nhưng mà thật ra là không phải. Ngay cả những cái chân nè. Rồi có những tay đâu, đâu anh Tài, đâu... Hai tay đang chấp nè. Anh đổ có nhiêu ký ha? Có khuôn mặt, có mão luôn. Đâu, dở lên. 5 ký cơ chứ. Cỡ 1-2 ký không? 4 ký. Dạ. 4 ký ha ta. 4 ký. Rồi quàng tay luôn nè. Nhìn như vậy mà 4 ký hả? Mà này là đá đặc biệt hả bà hai? Đá đặc biệt luôn á. Dạ, đá đặc biệt. Là ngày xưa đá nó là màu đen hả bà hai? Màu đen. Màu đen rồi mình bán đen nhỉ. Dạ thì mình bên ta tô màu mình mới tô màu lại cho tượng nó sẽ sinh động thêm ha, tượng bà sinh động thêm ha. Cái này cũng bằng đá luôn. Ui gì thì nó y vậy đó. Mão ở trên là cũng thiệt luôn hả bà? Cũng vậy luôn á. Mão ở trên có thêm miếng nào bà? Không, cái này bằng cũng bằng đá mà. Đá không có dùng gì đâu mà. Không thêm một miếng nào hết. Không có thêm gì hết. Ở trên dùng gì mà quá hiện cho chúng ta biết. Vậy đó thôi là mình tô màu thôi chứ còn của bà tự nhiên gì đó. Chỉ tô màu thôi chứ thực ra không thêm bất cứ gì hết. Không thêm bất cứ gì hết. Ở đây đọc cổ và mẫu gì trong của bà tự nhiên. Nặng lắm các bạn. Các bạn nào cũng muốn... Hồi đó bà nhỏ bà tắm từ năm nào bà cũng tắm. Và cũng nói cho bà, tới bữa 23 đó chứ, tắm bà đó đó, cũng tắm cả. Mình muốn... Vậy thôi cho bà, rồi từ từ năm nay bà muốn thấy muốn không nổi. Chị Nga... Con xá bà còn xin bà cho con... Ôm lên cây, nâng lên cây. Chắc ngang, nó nặng lắm á. Không lên cây. Ôi, thật sự là bà rất nặng nha quý vị. Cầm chắc tay à. Rất là nặng. Có gần 5 kg đâu đó. 5 kg không? Dạ, cũng có 5 kg. Vậy đây hả? Rất là nặng. Nhắm ý là mình là trước khi là mình thăng lên là mình có xin đó nha. Dạ, xin bà thỉnh bà đi đây nguyên dân hơn cho trình. Bà thường xin nó dám thỉnh bà dễ lòng như mọi người. Điều đặc biệt kỳ lạ là từ những cái búp sen như thế này nè. Là bà ngồi ở trên búp sen ha. Với lại là trên cái mão của bà đó là từng ly từng tí là nhìn vào là giống như tưởng là đắp thêm bột. Nhưng mà thực ra là không phải đắp. Hỏi bà là bà nói không phải đắp, chỉ tô màu thêm thôi. Nhưng mà rất là sắc sảo, y như là người ta nắng bột rồi. Giống như là người ta được đục đẽo bằng thạch cao. Đá mà, bà làm nó hủ lỗ gì đây là thằng tao vô đó thì chứ đó là... Rồi cái lưng ở phía sau luôn, nó có một cái đường lưng xương sống á, giống như là liền từ một người thôi. Ở đây là cái lưng phía sau nó có một cái lằn thẳng từ ở trên từ trên đỉnh đầu thẳng xuống. Đó như là một cái lưng xương sống của một người mà chứ không phải là khác lạ hai ba người nha. Các bạn có thể quay ở phía sau nè, mình lăn qua phía sau cho các bạn xem nè. Tượng bà ngồi rất là đặc biệt nha. Ở dưới tò, đặc biệt là dưới cái tò sen, dưới đây là một cái ghế, cái bệ để ngồi ha. Rất là sắc sảo, y như là người ta được đúc đẽo từ một cục đá hay là từ cái thạch cao đổ á. Rồi còn ở trên đây nè, đặc biệt là từ ở trên đầu dài xuống cái sống lưng nè. Cái này sau này mơ lộ khuôn mặt là sao đó nghe thấy giống nè không? Ha. Hay sao mặt nữa là một trước mặt sau giống như mà bốn mặt hả? Hình là. Và điều đặc biệt nữa là các bạn biết không? Có hai cái lỗ tai hai bên luôn. Hai lỗ tai hai bên đặc biệt tự có luôn hả bà? Tự có bà làm hình. Tất cả đều tự nhiên. Nói chung là này là thiên nhiên á. Thiên nhiên. Rồi cái mão phía sau nè, mình quay kỹ cái mão phía sau đó là rất là đẹp và đang lộ cái điều gì nè. Hình như không được nhìn ra điều gì nhiên không. Mà lấy lên tỉnh nó nói tự nhiên có cái màu mình tô thôi chứ không. Cái này mà không có cái gì. Tùy theo các bạn là sẽ nhìn ra được cái gì. Cái này là ba mặt phải không? Cái tượng này nếu mà theo như nó tâm linh là lộ mặt ra nữa là tới công chuyện nghe quý vị.
mà mặt lớn à, không lộ khuôn mặt là bốn khuôn mặt là nguyên là mặt nó, lớn nha, phía sau nó có đây sự là biến chuyển đó cho nên đúng rồi đúng rồi. Quay cái video này cũng thông điệp mà cho bà con mình gắng làm lành đến dữ, việc biến chuyển thiên cơ ở cấp thì những cái việc khổ nó đang diễn ra thì chúng ta cũng cố gắng để mà mình có phước đức thì chúng ta sẽ vượt qua. Chung là những cái điểm báo là sức mạnh nó là nhiều hơn dạ. Vì cái khối u phía sau là nó thẳng chưa? Tại sao sắp năm mà chưa có ai quay không? Hôm nay là mình đến đây quay cũng có duyên đó. Đúng rồi. Hai cái đến là các ngài cho mình đưa lên được mà hai cái vai rất là đều á các biết bạn. Biết mà tức tỉnh đó mọi người. Hai vai rồi hai lỗ tai, đặc biệt là cái vùng cái khuôn mão ở phía trên đầu bà đội á là rất là liền. Không có khuyết điểm nào luôn á. Bà ơi, mình có thể cho con có thể lật ở phía dưới con xem được không bà? Con phải xá xá bà chứ. Cho con xá, con xin con lật ở phía dưới để cho anh em cùng dưới mình coi nó có lỗ bọng gì không ha. Cái này nếu mà mình dở ngang lên là sợ rớt bông tay đó ha. Chị bỏ dưới cái đây mình quay lên. Nặng lắm nha bà ngăn. Dưới cái tò của xin, bà cho con xin. Bà ngăn, nặng lắm nha. Đây các bạn cẩn thận quay nè. Con này đá nè ông ơi, thấy không? Đá nè cái gì? Đá mà. Nó dưới là cái tò của bà ngồi cho mình tò sen đi. Nguyên cái tò sen nè. Ôi ôi. Hồi nãy bà thì có nói là đá đá ở đây mà. Nó đặt luôn à. Đá luôn, đặt luôn á. Ừ. Đá đã là đá mà tôi nói với con. Mình nhìn thấy tử xi măng ha. Ừ, đá đặt. Nhưng nó không có được bằng thì lấy măng. Nó không bằng giúp nữa thôi. Thế hồi đó nó cũng nó không. Nặng lắm rồi các bạn ơi. Mình để xuống nè. Tại sao mà có thể mà liền do chị từ ở trên xuống dưới và có một cái bể sen vậy luôn. Hay cực kỳ. Thì bà Hai ơi, con cũng cảm ơn bà Hai rất là nhiều đã chia sẻ cái câu chuyện về cái tượng bà chú Thượng ở núi Tượng là ngày xưa đạp đồng thỉnh đem về đây để mà thờ. Thì bà Hai chia sẻ cái bức tượng của bà chú Thượng rất là tốt. Thì cái tượng này rất là hiếm có với tượng của cục đá thiên nhiên mà theo thời gian năm tháng mấy chục năm nay thì trở thành ba khuôn mặt như vậy. Thì cái nói chung là cái một chuyện lạ khó có thể tin được ha bà Hai. Thì như bà Hai ơi, con hỏi thêm cái này thì lúc bà Hai thấy được cái lúc mà cái tượng ra được ba khuôn mặt như vậy, bà Hai có bất ngờ không? Có cũng thấy đã tự thấy mà ở trong này má cũng như cái mình hả, nó từ ra với cái mặt thằng một người như vậy nè, vì sao bên đây cái từ dưới bên lớn rồi ở trong mà nổi ra ở trong phá bắt đầu ra, bà ở tại đây bà giữ bà từ nhỏ tới giờ dạ lúc mười mấy tuổi tới giờ đấy ha. Dạ con hỏi bà Hai có bất ngờ về cái tượng mà xuất hiện ba khuôn mặt với cái hình hoàn thành một cái tượng như vậy luôn bà Hai, lúc còn ngày xưa là còn nhỏ xíu á. Thấy bà nổi gì ông thắng từ trong là bà Hai có tin cái sự nhiệm màu của mà Phật pháp của những cái chuyện tâm linh không bà Hai? Tin chứ. Tin ha. Dạ. Tin bác thỉnh bà về đây rồi ông ấy bà về đây rồi đây. Mình mới tin thêm nữa ha bà. Để bà thờ bái rồi từ ở trong cái lấy cái ông đá gì đâu từ lớn rồi nó ở trong cái nó nổi ra cũng như mình trong mình có một giọt cái gì đó. Gai rồi em từ bả vẽ lên bả sao mình như vậy bà Hai có tin thêm nữa không? Không. Tin có tin nữa không? Giống như mình thấy cái tượng xuất hiện ba khuôn mặt lên như vậy thì bà Hai có tin tưởng nhiều hơn không? Tin chứ. Tin nhiều hơn nữa ha. Tin mới tin mới bây giờ thà đó. Dạ, bởi vì rất là diệu kỳ luôn cái tượng đá. Tượng đá mà từ đầu có một khuôn mặt mà bây giờ đá xanh gì mà trong người nó ra từ rồi ra mắt gì ra từ từ. Rất là diệu kỳ luôn rồi, không thể tin được cái câu chuyện này. Nhưng mà nó thấy là sự là nó là sự thật. Sợ rồi không phải sợ. Dạ. Mình thấy cái đó là cũng nhiệm màu của nhân chiếc. Dạ đúng rồi. Dạ con chúc ai mình không biết là mình sợ chứ mình biết mình không. Dạ, không tự nhiên. Nói chung mình thấy nó lạ kỳ quá nên đối với một cái người thường như mình. Dạ thì con cũng cảm ơn bà Hai, chúc bà Hai nhiều sức khỏe nha. Dạ. An lạc trên con đường tu đạo nha bà Hai. Dạ mô Phật.